đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Gia Lai nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh. Khai mạc phiên chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ra mắt câu lạc bộ nhà báo nữ tỉnh Gia Lai. Trung bình một ngày bệnh viện đa khoa Gia Lai can thiệp tim mạch cho 2 đến 3 bệnh nhân. Trao 100 suất học bổng cho học sinh thị xã Ayunpa. Bắt quả tang đối tượng tàn trữ mua bán số lượng lớn động vật hoang dã. Dạ. Xin kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử ngày 21 tháng 10 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai và các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông đã chủ động triển khai tu bổ, sửa chữa nhiều tuyến đường, xây dựng kế hoạch ứng phó nhằm đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ khi có mưa bão xảy ra. Gia Lai được giao quản lý 4 tuyến quốc lộ 25, 14C, 19D và đường Trường Sơn Đông, có tổng chiều dài 370,8 km, 10 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài hơn 372,5 km và 199 cầu trên các tuyến. Trước mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Giao thông Vận tải cùng với các đơn vị quản lý đường bộ đã ra soát xác định vị trí sung yếu để triển khai công việc cụ thể cho từng tuyến đường nhằm giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra. Ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng các tuyến đường bộ cầu cống đặc biệt là các công trình xây dựng nhằm kịp thời phát hiện các sự cố để có phương án xử lý kịp thời ngay từ đầu không để sự cố diễn biến phức tạp cùng với đó đề nghị ủy ban nhân dân các quyền thị xã thành phố chỉ đạo phòng chức năng kiểm tra tất cả các công trình giao thông trên địa bàn phát hiện xử lý những vị trí có nguy cơ sói lở mất an toàn để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão sở cũng yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống lục bão với nguyên tắc phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương hiệu quả và phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng nhằm hạn chế thấp nhất về thiệt hại khi có bão lũ thiên tai xảy ra kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo giao thông thông suốt an toàn trong mọi tình huống giám đốc sở giao thông vận tải nhấn mạnh Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ để hướng đến mục tiêu nằm trong top 20 trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023. Là một trong những chỉ số thành phần thấp hơn điểm trung vị 6,49 so với 6,95, chỉ số chi phí gia nhập thị trường của Gia Lai giảm 8 bậc so với năm 2021, đứng thứ 50 trên 63 xuống 58 trên 63. Để cải thiện chỉ số này, ông Đinh Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết Sở sẽ tiếp tục cải cách quy trình nhận và trả kết quả hồ sơ bằng cách thường xuyên hỗ trợ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nhân viên bưu điện để gián tiếp hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ hợp lệ ngay từ đầu, hạn chế hồ sơ bị chỉnh sửa nhiều lần. Đối với những hồ sơ đơn giản, sở phối hợp giải quyết ngay trong buổi hoặc trong ngày. Bên cạnh đó, sở đã phối hợp với 12 ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đồng thời với đăng ký tài khoản ngân hàng phối hợp với viettel gia lai vnpt gia lai triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới đăng ký chữ số sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế ban đầu ủy ban nhân dân tỉnh cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thực thi công vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trương hải long nhấn mạnh để nâng cao chỉ số bci ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu thường xuyên quán triệt đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính thường xuyên kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các tập thể cá nhân vi phạm các quy định trong thực thi công vụ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ công chức viên chức về trách nhiệm tác phong năng lực trong thực thi công vụ thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 Tối ngày 20 tháng 10, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công thương Gia Lai phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Biển Hồ thành phố Pleiku tổ chức khai mạc phiên chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Phiên chợ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 tại hội trường làng Gia Noen, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku với quy mô 30 gian hàng gồm các sản phẩm cà phê, trà, sản phẩm từ dược liệu, hàng rau củ quả, hàng tiêu dùng. Trong đó có 5 gian hàng trưng bày các sản phẩm của xã Biển Hồ, 25 gian hàng của các hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh với hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 10, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Gia Lai. Câu lạc bộ được thành lập với 108 thành viên là các nhà báo nữ đến từ chi hội báo Gia Lai, chi hội Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, chi hội Đông Gia Lai, chi hội Tây Gia Lai, chi hội các báo thường trú tại Gia Lai. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 7 thành viên, nhà báo Đoàn Thị Bích Nga, trưởng phòng hành chính quảng cáo báo Gia Lai làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ là một tổ chức sinh hoạt nghề nghiệp của các nhà báo nữ, hoạt động dưới sự lãnh đạo quản lý của Hội nhà báo tỉnh Gia Lai. Theo quy chế hoạt động, câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 6 tháng một lần, câu lạc bộ tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ. Việc thành lập câu lạc bộ nhà báo nữ là phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho các thành viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà báo nữ. Thành viên của câu lạc bộ được tham gia các buổi sinh hoạt nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ, các phong trào thể dục thể thao văn hóa nghệ thuật, các chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt câu lạc bộ, nhà báo Huỳnh Kiên, Tổng biên tập báo Gia Lai, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh cho biết, việc thành lập câu lạc bộ nhà báo tỉnh Gia Lai đã góp phần thu hút, tập hợp các nhà báo nữ trên địa bàn tỉnh. Câu lạc bộ là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo nữ phát huy tài năng sáng tạo, hoàn thành tốt công việc, tạo điều kiện cho các nhà báo nữ trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, tạo sân chơi thiết thực bổ ích cho các thành viên yêu thích công việc viết báo. Hoạt động của câu lạc bộ sẽ góp phần xây dựng hội nhà báo tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh, tạo cầu nối cho các hoạt động liên quan đến công tác báo chí. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 10, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sau một tuần khai trương từ ngày 15 tháng 10 đến nay, trung bình một ngày đơn vị tim mạch can thiệp qua tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện can thiệp tim mạch đặt stent động mạch vành cho 2 đến 3 bệnh nhân. Qua đó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh các bệnh lý tim mạch cho người dân trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Theo bác sĩ Phúc, trước đây việc đấu thầu vật tư y tế gặp một số trở ngại dẫn đến thiếu vật tư để vận hành hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và thực hiện can thiệp tim mạch tại tỉnh. Hiện nay vấn đề này đã được tháo gỡ, vật tư y tế đầy đủ đảm bảo cho việc triển khai can thiệp tim mạch, góp phần giúp người dân thuận lợi khám chữa bệnh, điều trị tim mạch tại tuyến tỉnh, không phải chuyển tuyến và giúp giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 20 tháng 10, Ban dân vận tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty liên doanh Đại Dương cho học bổng tiếp bước em đến trường cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã Ayunpa. Sáng ngày 20 tháng 10 tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thị xã Ayunpa tỉnh Gia Lai, Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty liên doanh Đại Dương, thường trực thị ủy Ayunpa trao 100 suất học bổng, 1 triệu đồng một suất cho 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã. Tham dự buổi trao học bổng có đồng chí Nguyễn Thái Bình, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo thị xã Junpa và đại diện đơn vị tài trợ. Học bổng tiếp sức đến trường là niềm động viên để các em tiếp tục phấn đấu, nỗ lực học tập để mai này làm người có ích cho xã hội. Chiều cùng ngày, chi nhánh Việt tên Mang Giang, tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Giang trao 70 suất học bổng vì em hiếu học cho 70 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện. Phát biểu tại lễ trao học bổng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Ban Giang Nguyễn Văn Hải cho hay dự án vì em hiếu học là chương trình ý nghĩa thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, động viên, khích lệ các em học sinh nghèo tiếp tục vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang và tạm giữ hai đối tượng mua bán tàn trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn động vật hoang dã, gồm tê tê, rùa, rắn hổ chúa. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 5 phút ngày 19 tháng 10, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang đối với Phạm Thị Tám, sinh năm 1980, trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, đang có hành vi mua bán tàn trữ trái phép động vật hoang dã. Đồng thời bắt giữ quả tang đối với Trần Văn Thanh, sinh năm 1971, trú tại phường Thắng Lợi về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Qua khám xét trong nhà của Tám, tại địa chỉ 176 xuyệt 21 đường Âu Cơ, lực lượng chức năng phát hiện có 32 cá thể động vật hoang dã gồm 16 cá thể TT, tê tê, 5 cá thể rắn hổ chúa, 11 cá thể rùa hộp trắng vàng và rùa đầu to. Riêng đối tượng Thanh bị bắt giữ quả tang khi đang đưa một cá thể TT tê tê từ nhà tám để đi giao cho khách đặt mua. Tất cả số động vật hoang dã này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Thị Tám đã khai nhận mua số động vật hoang dã này về để bán lại kiếm lời. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.